giờ được lệnh gọi con trẻ xin được ứng hầu nghe lệnh. Mẹ miễn lệ, Kim Hoa hãy đứng lên. Đội ơn mẹ. Kim Hoa ơi, hôm nay nơi trần thế có miếu Quan Âm tổ chức lễ hội cầu an, cầu cho ba tánh, cho bọn đạo được an khang thịnh vượng. Dạ, thưa mẹ, ý mẹ là sao? Ý mẹ là triệu con về đây có đôi lời dạy bảo. Dạ, con xin mẹ hãy dạy, con xin được ứng hầu nghe lệnh. Kim Hoa chốn nơi dương trần bao người cầu xin ơn trên, xin hãy đa lòng đồ cho toàn chúng sanh. Lòng con đây trong lòng bao nát tan, thấy muôn dân cố sầu đang tham thương. Mẹ ơi, nhân gian sống trong đau sầu. Yeah.
trời ơi mẹ về đây ba lần xin trời ơi mẹ ơi.